Tề Dương, đây là cao thủ bí mật được tuyển chọn. Tổng cộng có 3 người được chọn. Người có tài năng đặc biệt mới trúng tuyển. Tham kiến điện hạ. Miễn lễ. Thưởng. Trọng thưởng. Tạ điện hạ. Công phu giỏi đấy, thưởng tiếp. Hay lắm, công phu giỏi, thưởng hết cho ta. Tạ điện hạ. Bắt đầu từ hôm nay, đầu của ta và thái tử buộc chung với các người rồi. Các người chỉ được thành công, không được thất bại. Nếu như thành công, ta đảm bảo các ngươi một đời phú quý. Nhưng nếu như thất bại, chúng ta chỉ có một con đường chết. Di thần tham kiến phụ hoàng. Thế dân, con chặng xe ngựa của ta có chuyện gì gấp sao? Di thần nhận được mật báo, thái tử đến lúc tập kết binh mã, không biết có mua đồ gì. Đợi di thần điều tra rõ rồi phụ hoàng mới xuất cung, lúc đấy cũng chưa muộn. Thái tử tập kết binh mã sao? Hoàn toàn không có chuyện đó. Phụ hoàng, thực sự có chuyện này. Con nghe mật báo từ đâu? Con đang giám sát thái tử sao? Di thần không dám. Lần này thật sự có dị thường, xin phụ hoàng suy xét lại. Người nên suy xét lại là con đấy. Thế dân, con đừng đấu với thái tử nữa. Nếu không, ta sẽ không tha cho con đâu. Đừng cản đường ta nữa. Lên đường. Dạ. Khởi giá. Bộ phim Quyền Chủ Môn Chết Yểu. Điện hạ, chàng rốt cuộc sao vậy? Sao chàng cứ phải tự lấy mình ra để trút giận chứ? Phụ hoàng thiên vị hoàng huynh, làm cho ý tốt của ta trở nên vô ích. Ta đã vô cùng nhường nhịn, nhưng chỉ đổi lại là sự nghi kỵ của phụ hoàng. Điện hạ, có phải lại đi chống đối phụ hoàng không? Thái tử Ôn Thuận, Tề Dương quan quản, chỉ có điện hạ cứ 3 lần 7 lượt đi chống đối phụ hoàng. Như vậy rất dễ làm người khác hiểu nhầm, cho rằng điện hạ lập được chiến công, công cuồng tự đại. Điện hạ không thể kiềm chế lại chút sao? Cần gì phải tự tìm nỗi khổ vậy chứ? Được, ta đáng đời tự tìm nỗi khổ. Người đâu? Điện hạ, hành trình của phụ hoàng thế nào rồi? Có gì ngoài ý muốn xảy ra không? Vào lúc hoàng hôn, bệ hạ vừa mới ra khỏi thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy thì tốt. Điều một đội kỵ binh đi theo hộ tống. Rõ. Thôi bỏ đi, không cần điều binh nữa. Mời Lý Ngự Phong lên đây. Rõ. Đợi đã, để tự ta đi mời. Điện hạ. Chim này bị thương hay sao? Không phải. Vậy điện hạ, đây là có chuyện muốn nhờ. Cự Phong, Quynh nói xem ta có phải là quá mức thần hồn đáp thần tính hay không? Ta vốn chỉ là muốn để Quynh đi bảo vệ. Thôi bỏ đi. Bỏ đi.
Điện hạ có phải là chịu ấm ức gì không? Trong lòng cứ mãi do dự có nên bảo vệ người đó hay không? Vậy nên vẫn luôn đấu tranh. Đúng. Sao ta lại quản chuyện lung tung, tự tìm khổ chứ? Điện hạ hy vọng người đó chết không? Không biết. Ta sẽ đuổi theo luôn. Cự Phong. Có thích khách. Có thích khách. Bảo vệ bệ hạ. Ngươi là người hay là ma? Ta là người muốn ngươi chết. Ngươi đã làm hoàng đế 8 năm. Bây giờ dương thọ đã tận. Ta sẽ để ngươi chết một cách thoải mái. Bệ hạ. Bệ hạ. Sao ngươi lại đến đây? Bệ hạ, Tần Dương để ta đến bảo vệ người. Báo. Bệ hạ, chúng ta bị bao vây rồi. Là những kẻ nào? Không biết là kẻ nào. Có khoảng 2000. Lý Quyên, dương thọ của ngươi đã tận. Dù có ai giúp ngươi thì ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Vị bằng hữu này, đừng nói chắc chắn như vậy. Chúng ta cùng giao xong lên, lấy mạng hắn trước, sau đó sẽ giết tên cẩu hoàng đế kia.
Bệ hạ, là kẻ nào? Bệ hạ, hai người này không phải là nhân sĩ Trung Nguyên. Cẩu hoàng đế, các người đã bị bao vây rồi, bó tay chịu trói đi. Bệ hạ, hướng về phía tây vẫn còn một con đường. Nếu như người tin vào ta thì chúng ta có thể từ rừng cây phía tây phá dòng dây ra ngoài. Được. Bảo, Liễn Ngự Phong, chúng ta đã đi mấy canh giờ rồi, sao vẫn không ra khỏi cánh rừng này vậy? Bệ hạ, đây là rừng tử vong. Rừng tử vong. Bệ hạ, bệ hạ, Liễn Ngự Phong, cứu, cứu trẫm. Bệ hạ xin đừng lo lắng. Ta nhận ra con chim này, đó chính là của Thế Dân. Bệ hạ, chúng ta được cứu rồi. Xem ra Tần Dương đã lường trước được, chúng ta sẽ vào rừng tử vong. Đi theo chim bồ câu trắng này có thể ra ngoài được. Bệ hạ, đi thôi. Bệ hạ, kẻ này lại là kẻ nào nữa? Người này cũng không phải nhân sĩ Trung Nguyên. Phụ Dương, vì thần cứu giá chậm trễ, là Thế Dân phải không? Phụ Dương, vì thần cứu giá chậm trễ. Phụ Dương không có chuyện gì chứ? Đình Thân, tạ hoàng thượng. Di thần tối qua nhận được chiến báo, đô đốc Khánh Châu dẫn theo 1.000 binh mã bao vây danh trướng của phụ hoàng. Di thần lập tức xin binh từ thái tử, dẫn đầu binh mã tiêu diệt phản tặc để đến cứu giá. Phụ hoàng, bây giờ thủ cấp của đô đốc Khánh Châu đã bị di thần chém xuống, xin phụ hoàng không cần lo lắng. Khánh Châu ở vạn dặm ngoài xa, không có quân lệnh, sao có thể đến đây? Phụ hoàng, đô đốc Khánh Châu từ xưa đến nay có quan hệ tốt với người của đại ca là Vũ Văn và Trình Giảo Kim. Năm ngoái bọn họ cùng đi ngắm trăng, ai điều binh mã phụ hoàng điều tra là biết được thôi. Phụ hoàng, lão tam nói đúng lắm, đô đốc Khánh Châu đúng thật là phụ tá của lão nhị. Xin phụ hoàng điều tra kỹ nhị ca và các trọng tướng. Tề Dương, gà điên đảo trắng đen như vậy giúp người tạo nghiệp, không sợ có ngày sẽ gặp phải báo ứng hay sao?
Lý Ngự Phong, ngươi đừng có quản chuyện lung tung. Nếu không, ngươi chết thế nào cũng không có biết đâu. Bệ hạ, Tần Dương quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tạo phản, giết cha hại huynh như thế này. Này tên kia, ngươi hiểu cái gì? Hiểu cái gì hả? Lão nhị nhớ mong cái chức thái tử này của ta không chỉ mới một hai ngày. Được rồi, nếu như con và Tề Dương đã đến cứu giá, trẫm sẽ nhớ công lao này của hai con. Xin phụ hoàng hạ chỉ điều tra kỹ Tần Dương và các trọng tướng. Còn nữa, xin phụ hoàng thu hồi chức vụ của Tần Dương. Bệ hạ, bọn họ đây là xin phụ hoàng hạ chỉ. Vậy thì vi thần mới có thể mau chóng đón phụ hoàng hồi cung. Ít ra thì ngươi cũng nên có một câu trả lời với các tướng lĩnh hôm nay đến cứu giá chứ. Xin bệ hạ hạ chỉ. Xem ra hôm nay nếu trẫm không hạ chỉ thì các người sẽ không để cho trẫm yên ổn hồi cung. Bệ hạ, hôm nay ta có thể cứu được bệ hạ ở trong rừng. Vậy xin bệ hạ tin ta lần nữa, cho Ngự Phong thời hạn 7 ngày để tìm ra lai lịch của thích khách, trả lại trong sạch cho Tầm Dương. Nếu như 7 ngày ta vẫn không tìm ra chân tướng, lúc đó bệ hạ đưa ra quyết định cũng không muộn. Lý Ngự Phong, được, trẫm đồng ý với ngươi. Lời trẫm đã nói ra, nhất định không nuốt lời. Cho ngươi thời gian 7 ngày tìm ra hung thủ, sau đó sẽ xử lý Tần Dương. Đứng dậy hết đi. Tạ hoàng thượng. Bệ hạ anh minh. Được, vậy thì tạm thời cấm Túc Nhị Ca không cho ra khỏi phủ. Sau 7 ngày nữa sẽ định tội. Nhưng mà phụ hoàng, 7 người chủ văn nhất định phải nhốt vào đại lao trước. Nếu bọn chúng không phục lại xảy ra chuyện, đưa người đến tạo phản, như vậy không biết xử lý thế nào. Được rồi, con xem mà làm đi. Trẫm muốn về cung. Lý Ngự Phong, bệ hạ, ngươi đưa trẫm về. Di thần cung tiễn phụ hoàng. Đệ hạ hạ chỉ, Tần Dương Lý Thế Dân cấu kết với đô đốc Khánh Châu tự ý điều binh mưu đồ tạo phản, niệm tình công lao trước đây, tạm thời yêu cầu cấm túc tại phủ, không được rời phủ. Các tướng lĩnh nhị phẩm trở xuống ở Tần Dương phủ, Vũ Văn Kiếm Hùng, Trình Giảo Kim và các tướng lĩnh lập tức đưa về hình bộ đợi thẩm vấn. Không thử. Điện hạ, xin hãy tiếp chỉ. Chỉ có một mình ta cấm túc sao? Điện hạ, bệ hạ nói niệm tình Lý Ngự Phong có công hộ giá, nên cho ngày ấy thời gian phá án 7 ngày, sau đó mới có định đoạt. Các tướng lĩnh dưới trướng Tần Dương phủ, bên phía hình bộ đã đi bắt người rồi. Tạ long ân của bệ hạ. Lão tử không phục, các người dựa vào đâu mà bắt ta? Ta phạm phải tội gì? Ta muốn gặp hoàng thượng, thả ta ra. Ngươi là kẻ nào lại dám cản lại quan sai? Tại hạ Lý Ngự Phong, xin quan gia hạ thủ lưu tình. Bệ hạ đã hạ thánh chỉ, chúng ta chỉ là phụng lệnh thi hành công vụ. Mau tránh ra. Là quân đệ còn không còn quan tâm nữa, ta muốn xem rốt cuộc bọn chúng làm gì. Đi. Người đâu? Bắt trói Trình Thống Quân lại cho ta. Các ngươi làm gì? Hình bộ phụng chỉ bắt người. Điện hạ sao muốn kiếm suốt vậy?
Trưởng Tôn Dương Phi nói, từ sau khi Điện Hạ nhận được thánh chỉ thì không ăn không uống, cứ vậy mà múa kiếm. Bụi đã hầm một chút canh bá can đưa qua đây, nhưng ngài ấy không uống ngụm nào, cứ như bị điên vậy, liên tục luyện tập. Ngài ấy chỉ là dồn nén quá lâu. Quý nói xem, ngài ấy sinh ra trong nhà đế vương còn không hạnh phúc bằng lão bách tính kiếm miếng ăn hay người giang hồ như chúng ta. Quý xem làm gì có cha ruột anh ruột nào cùng giao tính kế hại ngài ấy chứ. Lý đại ca, Quý nói xem, sẽ có ngày ngài ấy tính tổng nợ nần không? Tính tổng nợ nần gì? Thỏ cấp lên cũng cắn người đấy. Hơn nữa, ngài ấy lại là ác lang mới được thuần hóa. Đời này bụi dùng không đúng rồi. Cái gì mà ác lang chứ? Nếu như bụi có tâm tính như ngài ấy, nói không chừng đã bị ép điên từ lâu rồi. Có khi làm mấy chuyện giết huynh hại cha luôn. Bụi đừng nói mấy lời đại nghịch bất đạo đó nữa. Lý đại ca, nếu như có một ngày ngài ấy thực sự làm ra chuyện như vậy, huynh có giúp không? Khu hậu vệ Lý đại hiệp, ta muốn biết sau ngày chúng ta rời khỏi trường tử vong, người thu dọn thi thể của ba thích khách là ai? Tề Dương dặn dò tiểu nhân chôn chúng rồi. Tề Dương, đúng. Đại ca, tên xem bói nói sau đây để ăn nhiều mì, như vậy mới có thể phù hộ đệ được sống lâu. Ngon không? Đã lúc nào rồi đệ còn tâm tình ăn mì? Lần này chúng ta thất bại rồi. Nếu không phải hôm qua chúng ta xuất hiện sớm thì hai chúng ta giờ đã ngồi trong đại lao rồi. Mấy tên cao thủ của đệ còn gọi là cao thủ nữa chứ, suýt chút nữa hại thảm ta rồi. Xuống đi. Đại ca, lần này chúng ta hành thích phụ hoàng không thành công thì hãm hại dị ca cũng không tồi mà. Nhưng mong rằng phụ hoàng tin rằng là lão dị làm. Không tin thì có cách nào? Khi đó sau lưng chúng ta có hơn 1000 binh lính, muốn giết người và Lý Dịch Phong quá dễ dàng. Chỉ có đại ca là không đủ nhẫn tâm thôi. Lão Tam, ta nói lời đệ một lần nữa, đó dù sao cũng là phụ hoàng, đến lúc đó bắt cấm túc là được rồi. Ta không muốn gánh tội giết cha đâu. Đại ca, huynh quá mềm lòng, không tàn nhẫn được như lão vậy. Bây giờ chúng ta đã ngồi chung một thuyền, nếu không làm như vậy thì thế lực của lão vậy sẽ càng ngày càng lớn. Đến lúc đó người chết sẽ là hai chúng ta. Nhưng chúng ta có cách nào đâu chứ? Lần này có Lý Dịch Phong, chúng ta không phải cũng đang chờ chết hay sao? Hơn nữa, nếu như hắn điều tra ra lai lịch của thích khách, sau đó thuận theo đó điều tra, một khi điều tra đến đây, viên đá cản đường Lý Ngự Phong, chúng ta phải tìm cách để xử lý hắn. Xử lý hắn sao? Võ công của Lý Ngự Phong cao như vậy, mấy tên cao thủ cũng chẳng phải là đối thủ của hắn. Xử lý hắn sao? Đại ca, không phải Quynh có một cao thủ bí mật sao? Quynh quên rồi sao? Cao thủ bí mật. Cảm ơn quầy dĩ ca. Không cần cảm ơn. Có chuyện gì cứ gọi ta nhé. Quên làm việc đi. Trên cuốn sách này nói có một loại gỗ có thể tự bốc cháy,
Hôm đó gặp phải thích khách có thể phóng ra vô số cầu lửa. Mùi xem. Đây là loại gỗ ở Tây Vực. Võ lâm Trung Nguyên chúng ta đều là dùng tay chân để đánh, nhưng phiên bang thì không giống vậy. Bọn họ tay chân yếu đuối, nếu cần phải dùng một chút công lực kỳ lạ để giúp đỡ, mê hoặc người khác. Còn có một loại khói, nghe nói có thể tạo ra không khí tà mị để dọa người khác. Nghe nói đã dọa chết không ít người đâu. Đồ của khách quan đây, võ tiếng thôi. Đúng rồi, ta nhớ hôm đó có một tên thích khách đeo mặt nạ quỷ mị, chính là dùng khói để mê hoặc người khác. Sao muội lại biết những chuyện này? Sư phụ của muội nói cho muội nghe đấy. Để ta xem. Thiếu bang chủ đại giá quang lâm. Tiểu Dương không quên đón từ xa. Thiếu bang chủ bế quan 10 năm, tu luyện võ công thượng thừa. Bây giờ xuất quan, vậy là chỉ cần một đêm đã vinh quang cho võ lâm Trung Nguyên chúng ta. Thái tử ở đâu? Ta tưởng rằng hôm nay người ta gặp được là thái tử cơ. Bây giờ tình thế hỗn loạn, đại ca ra ngoài sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Thời niên thiếu ta từng kết bái với thái tử, bây giờ nghe quân ấy gặp phải khó khăn nên mới phá vỡ quy định tổ sư gia lập ra, tự ý xuất quan để cứu quân ấy. 10 năm trước quân ấy mới chỉ là một đại công tử, còn bây giờ thân phận cao quý là thái tử, hô được mưa gọi được gió. Không biết trên thế gian này còn có ai có thể hại quân ấy. Ta và thái tử vốn có chuyện lớn phải làm, nhưng có một người cản lại. Bây giờ như đang đi trên lưỡi dao. Chuyện lớn gì? Phải bỏ nhị ca của ta. Ở đó. Nghe nói tiệm đó là do thiếu khanh phu nhân của Hồng Cốc tự mở đấy. Chuyện làm ăn với thương đội. Chết rồi, đồ chúng ta mặc không đúng, nên đóng giả thành dáng vẻ thương nhân. Có cách rồi, đi theo bụi. Khách quan cần giúp điều gì? Bà chủ, ở đây có mặt nạ màu trắng không? Màu trắng ở đây cả, cô xem đi. Bà chủ, lấy cái kia lại đây cho ta. Cái này vốn dĩ là có một đôi, mấy ngày trước đã có người mua một chiếc rồi. Đây là mặt nạ của một trong số thích khách. Đây là một trong số thích khách. Đáng tiếc là mua ở Trường An. Xin lỗi quên, cho đến bây giờ ta vẫn không có một chút manh mối nào. Bọn chúng chết quá triệt để. Cũng tốt, phụ hoàng không đến mức giết ta. Đợi đến khi ta trở thành dân thường, cùng các quân đi du sơn hoàng thủy cũng không tồi. Nhiều người đợi quân cứu như vậy, lão Trình Chu Chăng, quân như vậy thì ai sẽ quản bọn họ? Mặt người chém giết à? Bây giờ họ thế nào? Nghe nói Tề Dương dụng hình với họ rồi, dự định bức cung.
Khởi bẩm điện hạ, bảo ngươi giám sát Lý Ngự Phong tình hình thế nào rồi? Hôm nay Lý Dịch Phong mua một chiếc mặt nạ. Mặt nạ? Mặt nạ gì? Giống hệt như của Tà Dương. Không sao cả. Vật của Thành Trường An đều là manh mối vô ích, hắn không điều tra ra được gì đâu. Đêm dài lắm mộng, chỉ mong thiếu bang chủ có thể sớm ngày giải quyết Lý Dịch Phong. Dì lấy tín vật của ta và Thiêu Hậu ra đây. Vâng. Điện hạ. Điện hạ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần đi theo Lý Dịch Phong nữa. Hãy giao cho thiếu bang chủ đi. Lui xuống. Rõ. Bảo vật này là giả minh trâu trên Phật tháp, chỉ có một viên trong thiên hạ. Ngươi lập tức mang giả minh trâu này đến biên cảnh, thông báo cho Tiêu Hậu, có thể đưa binh nhập cảnh rồi. Rõ. Chuyện gì đây? Điện hạ, tiểu nhân vẫn luôn canh giữ ở trong phòng, chưa từng có ai ra vào. Vậy kẻ canh giữ trộm đi rồi. Tiểu nhân qua uổng. Mấy ngày nay ngươi trông giữ phòng bảo vật, có từng phát hiện ra chuyện gì lạ không? Hôm qua khi điện hạ vừa về, ai? Ta là thị nữ tùy thân của điện hạ, phụng mệnh đến đây lấy nến. Điện hạ nói rồi, không có nến này thì người không ngủ được. Vậy ngươi mau đi lấy đi. Dạ. Cô nương, trăm cài rơi rồi. Đa tạ. Phế vật, ta không ngủ được lúc nào. Điện hạ tha mạng. Thiếu nữ đó gan đúng là lớn thật. Vào lúc cấp bách, chúng ta chỉ có thể bắt cô ta lại trước. Đúng. Nếu không thì muộn mất. Theo như lời miêu tả của họ thì đây chính là diện mạo của thiếu nữ đã bỏ trốn. Khuôn mặt này ta có ấn tượng, chính là kẻ thường dân trà cho ta. Cô ta có tên hay không? Tên là gì? Mau nói. Tên ta là Tiểu Phục Linh. Tiểu Phục Linh. Đi. Đi thôi. Ngươi đi đi. Lý đại ca, đây là bộ khoái của đại lý tự sao? Nhìn không giống lắm. Đại lý tự đối xử rất khách khí với bách tính, không giống như vậy. Xoay qua đây. Hãy bắt lấy tên không biết tốt xấu này cho ta. Đợi đã. Các ngươi thuộc gia môn nào? Sao lại tùy tiện bắt người? Chúng ta là người của đại phủ đạo hành Thiểm Đông, phụng lệnh đi bắt nữ tặc. Đại nhân của chúng ta bị mất đồ. Người của phủ Quốc đại nhân, sao ta chưa từng gặp các ngươi? Hay là bách tính các ngươi cũng xứng gặp được lão gia sao? Người đâu, bắt chúng cho ta. Các ngươi đợi đó cho ta. Các ngươi gây chuyện đến cả thành đều biết. Đừng nói là cứu các ngươi, ta sẽ là người đầu tiên giết chết các ngươi. Điện hạ, ban chủ của Quyền Thiết Ban cầu kiến. Vào đi.
Đám phế vật này cũng không biết là kinh động thần thánh phương nào, bây giờ làm cho cả thành tràn ngập sóng gió. Ta đã thấy trên đường rồi, người đó là Lý Ngự Phong. Sao lại kinh động hắn chứ? Đám phế vật này, người đâu? Lôi ra chém. Đừng nóng vội, ta đoán chừng hắn chỉ là gặp chuyện bất bình trên đường mà thôi, chưa chắc đã nhìn ra điều gì, cũng không cần phải làm loạn trận. Cứ điều tra như vậy cũng không phải là cách hay. Có lẽ vị ca của ta cũng đã biết rồi. Bây giờ chúng ta cũng chưa thể chắc chắn Tiểu Phục Linh bỏ trốn đó rốt cuộc có phải người của Tần Dương hay không. Bây giờ có hành động gì sẽ làm cho người khác thấy nghi ngờ. Cút đi. Tạ ơn điện hạ. Hình như chúng bị mất một thứ đồ rất quan trọng, bị một thiếu nữ lấy đi, vậy nên tìm người khắp nơi, gặp được thiếu nữ là bắt, còn mạo danh nha dịch của Khuất đại nhân. Vậy rốt cuộc là thứ gì? Có liên quan gì đến thích khách không? Chuyện gì cũng có khả năng. Nếu như có thể mạo danh thủ hạ của ta thì chuyện này chỉ có Lý Nguyên Cát có thể làm ra được thôi. Vậy nên tìm được thiếu nữ đó rất là quan trọng. Nếu như có một ngày ta thật sự rời khỏi thành Trường An, muội có muốn đi cùng ta không? Nhiều năm như vậy rồi, muội đã nói nhiều lần rồi. Tâm nguyện lớn nhất đời này của muội chính là có thể rời khỏi thành Trường An cùng huynh đến cùng trời cuối đất. Lẽ nào nhiều năm như vậy huynh vẫn không hiểu, vẫn cho rằng muội đang nói đùa sao? Muội đã nói rất nhiều lần, nhưng ta chưa từng hỏi suy nghĩ thật của muội. Hôm nay ta nghiêm túc hỏi muội lần nữa, ta cũng hy vọng muội nghiêm túc trả lời. Cẩn thận. Quyết Dị Ương. Dị Ương. Dị Ương à. Dị Ương. Quyền thiết ma này thật là ác độc. Quệ Dị Ca, kẻ này là ai? Hắn chính là thiếu bang chủ của Quyền Thiết Bang. Năm đó lão bang chủ để lại Diên Ngô phải ở núi tuyết tu hành 20 năm, không được tự ý xuất quan. Nhưng còn chưa hết thời gian, hắn đã tự ý ra ngoài, còn không biết xảy ra chuyện gì. Thế này nhé, cậu hãy sắp xếp Quyết Dị Ương cô nương cho tốt. Chuyện này để ta điều tra. Làm phiền rồi.
Có không? Nhìn cho kỹ vào. Lần này thì phiền phức rồi. Tất cả thiếu nữ tầm tuổi này ở cả thành Trường An đều bị bắt đến đây, vẫn không có ai. Nếu như không có thì thả người ra đi, để tránh gây chuyện. Ở đây hết à? Dạ. Nhất định vẫn có cá lọt lưới. Tìm tiếp cho ta. Đem mấy người này trốn trong hầm rau, hay là trong miếu chùa. Với lại mấy người nữ giả nam trốn ở Dạng Hoa Lâu, bắt hết cho ta. Vậy mấy người này xử lý thế nào? Nghe nói Đỗ Dư Hối, Phòng Quyền Linh, ai ai cũng là người giang tỉnh không cần nữ sắc. Chọn mấy người đưa qua bên đó. Để người ta biết rằng quan văn của vị ca ta cũng là người phong lưu. Đại dân, đại dân, quý cô nương thế nào? Tốt hơn rồi, có thể ngồi dậy. Ở bên trên đi nào. Bà phát hiện con gái mất tích như thế nào? Tối qua con gái ta đang ngủ ở đây yên lành. Trước canh tư ta dậy, đột nhiên phát hiện cửa phòng mở rộng. Vừa đi vào xem thì thấy phòng trống rỗng. Ta còn tưởng rằng con gái ra nhà xí. Kết quả đợi đến trời sáng vẫn chưa thấy về. Bà trước canh tư, bà có nghe thấy tiếng gì trong sân nhà không? Hình như có một cơn gió thổi qua. Từ hướng nào đến? Mái nhà. Không biết có liên quan gì đến chuyện thích khách này hay không. Là có người chuyển hướng điều tra để chúng ta không quan tâm đến chuyện thích khách nữa không? Mấy ngày nay ta tốn hết tâm tư, nhưng vẫn không có manh mối nào về chuyện thích khách. Vụ án thiếu nữ mất tích lại tự nhiên xuất hiện. Đúng là loạn thành một đoàn mà. Điện hạ, Thái tử và Tề Dương có bảo vật trân quý gì không? Bảo vật. Vào năm thứ năm Vũ Đức, lúc sinh thần Phụ Hoàng, đột nhiên sứ thần đưa đến một viên dạ minh châu, nói rõ chỉ tặng cho Dương Phi xinh đẹp nhất, trưởng tôn Dương Phi. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sứ thần đột quyết đó cứ khăng khăng nói Tề Dương Phi xinh đẹp nhất. Tiểu Dương Phi. Đúng vậy, cô ta xinh đẹp chỗ nào chứ? Dù sao thì cuối cùng cũng tặng cho cô ấy. Dạ minh châu đó có giá trị liên thành đấy. Lẽ nào Tề Dương phủ làm mất dạ minh châu? Dạ minh châu đó tuy rằng có giá trị liên thành, nhưng cũng không phải là bảo vật hiếm có gì. Mùi mùi ta nghĩa thành công chúa cũng có một viên. Độc quyết tặng sao? Độc quyết. Chắc không phải là tính vật gì chứ? Tính vật. Người đâu? Điện hạ, mời Từ Mẫu Công đến cho ta. Điện hạ, Từ đại nhân không đến được, gặp phải chuyện phiền phức, đang bị đại lý tư bắt đi rồi. Tại sao? Không chỉ Từ đại nhân, mà còn Đỗ Dư Hối và Bùi Tịch Đường Kiệm đại nhân đều bị đại lý tư bắt đi rồi. Trong nhà của mấy vị đại nhân này phát hiện ra thiếu nữ bị mất tích. Làm phản. Tần Dương, Tần Dương gà. Điện hạ, chúng ta làm phản thôi. Những ngày tháng này không sống nổi nữa. Ta đã từng tuổi này rồi, còn chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế này. Điện hạ,
Mộng Công cũng bị bắt vào đại ký tự rồi. Ngày ấy và chúng ta không phải đồng lưu. Ngày ấy không theo phe phái nào, cũng không qua lại với ai. Là Bỉnh Công nói mấy câu trên triều đình thì đã hàm quan. Hôm sau không biết chúng ta sẽ bị quan ức đến mức nào. Ta nợ Mậu Công một ân tình, cũng nợ các vị một ân tình. Nhưng lần này ta không hiểu được, ta không hiểu được là huynh đệ muốn hại ta hay là trời muốn diệt ta. Nếu như Lý Thế Chân có thể vượt qua mọi chuyện thì xin hứa với các vị, đối đãi tốt cho đến cuối đời, tuyệt đối không nuốt lời. Tần Dương làm phản thôi. Điện hạ, người của Tề Dương đang canh giữ bên ngoài, lúc này nhất định không thể manh động. Nếu không sẽ trúng kế của hắn. Lý huynh đệ, bây giờ chúng ta đã không còn đường nào để đi nữa rồi. Hơn nữa Tần Dương điện hạ cũng đang trong tình thế nguy hiểm. Lý huynh đệ, hãy bảo Tần Dương làm phản thôi. Ngự Phong nói đúng, bây giờ còn chưa phải lúc. Các vị đại nhân yên tâm, ta sẽ nghĩ cách cứu các người ra ngoài, sẽ không có chuyện gì đâu. Vị ca, không phải huynh muốn giết ta đấy chứ? Ta sợ quá đi thôi. Có phải ngươi làm không? Có bản lĩnh, huynh một kiếm đâm chết ta đi. Từ Mậu Công vì Lý gia chúng ta ra sống vào chết, lúc này lại rơi vào bước đường cùng, bị ngươi Du Quan hãm hại. Ta nói với huynh năm chữ, không phải ta làm đâu. Ngươi thề với trời đi. Được, vậy ta thề với trời, nếu như là ta làm thì cứ để ta chết bất đắc kỳ tử ở Quyền Vũ Môn, thế nào? Tam đệ, ngươi nhớ lấy. Có người. Muội đi dụ chúng đi. Muội. Có Lữ Lưu, ta không tiện ra tay. Được rồi. Ân công, tiểu cô đương, may mà cô chạy nhanh qua đây. Nếu không thì ta hạ độc chết cô đấy. Tại sao lại đi theo ta? Ân công, ta là thị nữ của Tề Dương phủ. Ta ở ngoài thành hầu hạ Tề Dương. Ta thấy hắn mời đến một tuyệt thế cao thủ, muốn giết chết ân công, nên sau khi về phủ ta tìm cơ hội lén chạy ra ngoài, muốn báo tin cho ân công. Năm đó do ân công cứu giúp, ta vẫn luôn một lòng báo đáp. Cô là ai? Tại sao gọi ta là ân công? Ta chính là cô bé nhỏ trong vụ án Dược Dương bị hại 7 năm trước. Cô tên là gì? Tiểu Phục Linh. Ta đã trốn đông trốn tây 6-7 ngày rồi, chính là tìm cơ hội để báo tin cho ân công. Bọn họ không bắt được cô. Như vậy là cô biết khinh công sao? Từ nhỏ ta đã cùng gia học công phu phi yến trên nước. Bọn chúng mượn danh nghĩa bắt nữ tặc khắp nơi để bắt thiếu nữ. Ân công, người xem, Tề Dương muốn dùng Dạ Minh Châu này để làm tính vật, cấu kết với người phiên bang, tiến vào đối phó với ngài và Tần Dương. Ta trộm viên Dạ Minh Châu để trốn ra ngoài. Chẳng trách bọn chúng tìm cô như điên như dại.
Quá ra cô đã trộm thứ đồ quan trọng. Đúng vậy ân công. Còn một chuyện nữa, nửa tháng trước Tề Dương đã tìm được 3 cao thủ trong khắp thiên hạ, nói là đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Đây chính là viên dạ Minh Châu năm đó tặng cho tiểu Dương Phi của Tề Dương. Quá ra là tính vật báo tin. Tiểu Phục Linh, cô lập được công lớn rồi. Chả trách Tí Nguyên Cát chẳng bằng chuyện gì, cứ như phát điên đi tìm. Có thứ này, ta không sợ hắn làm hại đến bách tính nữa. Tiểu Phục Linh, cô ở lại Tần Dương Phủ làm thị nữ tùy thân của ta đi. Đa tạ Điện Hạ. Điện Hạ, chúng ta có thể tìm một cô gái giả làm Tiểu Phục Linh để dụ hung thủ hiện thân. Ta đồng ý. Ta nói Lý đại ca, sao cứ nhìn ta mãi vậy? Đi xuống đi. Lần này phải trông chờ vào mọi người. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ sự an toàn của mọi người. Không có nguy hiểm gì đâu. Cô ấy không phải sợ, mà giống như cô nương ngẩng đầu lại khi qua cầu ấy. Đi đâu lệ mệ cũng không có tác dụng gì đâu. Vậy chúng ta đi xuống làm gì? Cứ đi vòng quanh chợ, càng vòng quanh càng tốt. Danh Đào, đi thôi. Nhanh nhanh. Nhìn bên đó. Muội muội nhìn bên đó đi, mua giải cho muội vé. Để mẹ may váy cho muội nào. Đi thôi. Đi theo tỷ. Quyết dị ương đợi ta. Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa ta bắt ngươi vào đại ký tự đấy. Làm gì vậy? Đi thôi. Tỷ tỷ, phía trước có người coi bói, hay là chúng ta qua đó đi? Được, vậy chúng ta cùng xem phu quân tương lai của muội là ai. Đi thôi. Tỷ tỷ. Bác à, coi bói cho muội muội của ta đi. Muội muội của cô sao? Tiểu thư đưa tay ra. Chị tiểu thư đây vận mệnh giàu sang, vừa ra đời đã ngậm thì vàng rồi, cả đời không cần lo. Có thể nói tên của tiểu thư cho ta không? Tiểu Phục Linh. Tiểu Phục Linh, tên này không tốt. Phục là thảo, Linh cũng là thảo, phía trước thêm chữ tiểu, đó là bạn cỏ trời sinh. Điện Hạ, trên đường phát hiện hai thiếu nữ coi bói, trong đó hình như có một người tên là Tiểu Phục Linh. Người đã nhìn rõ chưa? Cô gái đó nhìn như thế nào? Sao có thể vừa hay cùng tên như vậy chứ? Trong đó nhất định có gì mờ ám. Mặc kệ có mờ ám hay không, đến một tên bắt một tên. Dù sao thì một tên cũng không thể bỏ qua. Rõ, đợi một chút. Để ta tự đi. Giờ giới nghiêm rồi. Các nhà khóa cửa thắp đèn lên đi. Đến giờ giới nghiêm rồi. Bắt câu rồi. Bụi bụi, chúng ta về nhà thôi.
xem như dụ được ngươi ra rồi. Ngươi muốn chết? Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta nghe nói Võ Lâm Trung Nguyên bây giờ là thiên hạ của ngươi. Các hạ là nhằm vào ta, tại sao cứ đuổi theo thiếu nữ không buông? Tuy rằng ta rất muốn đánh một trận với ngươi, nhưng hôm nay tuyệt đối không phải là cơ hội tốt. Đứng lại. Nếu như ngươi đã làm bằng hữu của ta bị thương, thì đừng trách ta không thả ngươi đi. Được lắm. Vậy ta toàn thành cho ngươi. Không sao chứ? Bẩm điện hạ, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Các người lui xuống. Rõ. Ta và Lý Ngự Phong đã đánh một trận. Võ công người này đúng là cao cường, nhưng mà ta không phải là đánh không lại hắn, chỉ là người này giỏi dùng ám khí phi đao, làm ta có chút không kịp. Chúng ta tuyệt đối không được xem thường hắn. Vậy sau này chúng ta phải làm sao? Nếu như Lý Dịch Phong là mối họa trong lòng, thì chúng ta phải sớm loại trừ hắn. Ngài và thái tử không thể ngồi không chờ chết được. Bây giờ không còn tính giật nữa, thì chúng ta phải đề phòng Tần Dương thật sự tạo phản. Đám người Vũ Văn đều đang ở trong cục, chi bằng lập tức định tội. Nên giết thì giết, nên lưu đài thì lưu đài. Như vậy nội tâm của nhị ca sẽ sụp đổ, sĩ khí giảm mạnh. Chỉ dựa vào sức của một mình huynh ấy, ta nghĩ huynh ấy cũng không làm được gì. Điện hạ, sao lại bị thương nặng như vậy? Điện hạ,
Không cần lo lắng cho Ti chức. Ta cho quân ấy dùng ngũ hoa bảo mệnh hoàng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Điện hạ không cần lo lắng. Người đâu? Đưa Sắt La đại nhân qua phòng ấm bên cạnh, chăm sóc cho cẩn thận. Rõ. Đưa lên đây. Đi. Quỳ xuống. Hai kẻ này quỷ kế đa đoan bị ta dụ ra. Còn cao thủ của Hàng Thiết Bang đã làm Sắt La bị thương. May mà ta quay về đúng lúc. Lý Nguyên Cát phái các ngươi đến đúng không? Tần Dương điện hạ tha mạng. Tiểu nhân chỉ làm theo phân phó của Tề Dương. Những chuyện khác tiểu nhân không hề biết gì hết. Cao thủ của Quyền Thiết Bang đó có phải là đem một thanh kiếm quyền thiết? Chuyện này điện hạ cũng biết sao? Thời niên thiếu, đại ca ta có một người huynh đệ là thiếu bang chủ của Quyền Thiết Bang. Thanh kiếm quyền thiết đó là bảo vật quyền bang của họ. Đưa xuống đi. Rõ. Lần trước người làm ta bị thương cũng là hắn. Cao thủ lợi hại như vậy, cứ như vậy cấu kết với thái tử. Vậy thì Vũ Giang tướng quân và cả lần bệ hạ bị hành thích, không ngờ điện hạ vẫn nhịn lâu như vậy. Ngự Phong, không phải ta không làm được, mà là ta sợ bách tính thiên hạ chỉ vào ta mà mắng. Lý Nguyên Cát cấu kết với phiên bang, có ý đồ đưa quân đội của Tiêu Hậu vào đây. Một khi ta có hành động thì bách tính sẽ gặp tai ương, sinh linh đồ thán. Bọn họ sẽ không quan tâm đến sống chết của bách tính. Bọn chúng chỉ quan tâm có giành được quyền lực hay không. Tuy rằng mấy người Vũ Chăng lúc nào cũng ép ta tạo phản, nhưng ta vẫn nhẫn nhịn, không dám bước tiếp nửa bước. Nhưng bây giờ thời gian 7 ngày sắp đến, có lẽ mấy người của Vũ Hán tướng quân nói đúng. Ngự Phong, huynh cũng muốn ta. Nếu như có một ngày điện hạ muốn quang minh chính đại đấu với chúng, thì Lý Dịch Phong ta quyết không từ, thề chết theo cùng. Vì Lê Dân xã tắc của Đại Đường, điện hạ không thể nhịn được nữa thì không việc gì phải nhịn. Ngự Phong, vẫn là huynh hiểu ta. Đi. Trưởng tôn đại nhân, quỳ xuống. Quỳ xuống hết cho ta. Trưởng tôn đại nhân, sao ngài cũng bị bắt vào đây? Thành Dương ngang ngược, xem ra thái tử và Tề Dương nhất định muốn đẩy chúng ta vào đường chết. Thánh chỉ đến. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu giết, Trưởng Tôn Vô Kỵ và 86 người phụ tá cho Tần Dương đã cùng Tần Dương lập kế hoạch, cấu kết với Đô đốc Khánh Châu để hành thích hoàng thượng. Tội đầy đáng chém. Đã đến thời hạn 7 ngày nhưng vẫn không tìm được chứng cứ. Theo luật của Đại Đường, Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ đưa Lưu Đại Trong thống quan, Vũ Văn Kiếm Hùng chọn ngày xử trảm.
Tần Dương tự dẫn để tạ thiên hạ. Khâm thử. Tiếp chỉ đi. Được lắm. Thánh chỉ này lão tử nhận. Về nói Lý Nguyên Cát, lão tử muốn tạo phản. Hôm nay lão tử sẽ làm cho tội danh này thành sự thật. Vị đại nhân, hạ quan nhận được tin tức nói đại lao hình bộ bị làm loạn nên đến kiểm tra. Sắc la tiểu ca, nếu như hôm nay cậu muốn đến bắt ta thì ta mượn cái mạng này đi đã. Đợi ta gặp được Tần Dương báo được thù thì nhất định sẽ đưa đầu đến chỗ cậu. Các vị đại nhân, ở đây cứ giao cho bọn ta, yên tâm đi. Đại ân không có lời nào để nói. Đi. Bao dây để lao hình bộ lại cho ta. Nếu như có người để lộ ra tin tức hoặc chạy đi báo tin về cho Tể Dương phủ thì chém ngay tại chỗ. Rõ. Rượu đề là phụ hoàng đưa đến hay là thái tử và Tề Dương đưa đến? Nói. Điện hạ, bệ hạ sức khỏe yếu đi. Thánh chỉ này là thái tử và Tề Dương tạo nên. Bệ hạ chỉ là nhìn qua. Thái tử đã đưa binh lính vào cung, không ai cản được. Bệ hạ cũng không còn cách nào. Trưởng tôn đại nhân đâu? Ngày mai lưu đại thống quân. Điện hạ, chúng ta thay phụ hoàng chinh chiến giành Giang Sơn lại rơi vào bước đường này. Điện hạ, Tần Dương điện hạ, khởi bẩm điện hạ, lúc này không tạo phản còn đợi lúc nào? Không tạo phản thì cái mạng này cũng chẳng còn. Mọi việc đều có luân hồi. Năm đó khi ta mới được phong dương cũng từng có ý định hại hai người họ. Bây giờ ta muốn buông xuôi, lại không ngờ bị bọn họ hãm hại, làm cho ta không còn sức phản kháng. Ông trời trên cao, nếu như Lý Thế Dân ta làm ra chuyện giết huynh hại cha thì cũng là thuận theo ý trời. Không phải bọn họ chết thì chính là ta chết. Ta chết thì được, nhưng không thể để các vị bồi tán. Điện hạ. Cự Phong. Điện hạ, ngày đó ta kháng chỉ cứu từ bậu công,
Tần Dương liên tục phủ định là hắn lập kế hãm hại. Hắn nói, nếu như hắn nói dối thì xử lý thế nào? Chết bất đắc kỳ tử ở Quyền Vũ Môn. Thái tử và Tề Dương cấu kết với Phiên Bang, cũng cho binh lính vào đầu tán sinh linh. Ta đã không thể nhịn được nữa. Bây giờ chỉ có một con đường. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, gánh tội vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu. Xin Tần Dương hạ lệnh. Trình Giảo Kim, có mặt tướng. Ngươi đưa 3.000 binh mã bao vây hoàng cung. Tuân mệnh. Vũ Văn Kim Hùng, có mặt tướng. Ngươi dẫn theo một đội dịch quân kỵ, bài binh ở Quyền Võ Môn. Rõ. Đại ca, mắt phải đệ cứ nháy suốt. Chúng ta đã ban lệnh cho lão nhị tự dẫn, phụ hoàng cuối cùng cũng không nhịn được. Hôm nay triệu chúng ta vào cung, quân nói xem có lẽ nào là muốn thu lại thánh chỉ không? Con người hắn khá kiêu ngạo, thà rằng chết trên chiến trường cũng không muốn tự dẫn. Có lẽ đang xin phụ hoàng để hắn dẫn binh xuất chinh đấy. Mấy ngày nay đệ có chút lo lắng, quân nói xem hắn có trả thù chúng ta không? Sợ gì chứ? Ta đã bắt giam mấy người của Vũ Giang rồi. Là những ai? Ai cơ? Lý Ngự Phong, Quyền Thiết Bang Chủ. Có ta ở đây, yên tâm đi. Đại ca, tại sao cứ phải đi vào từ Quyền Vũ Môn chứ? Phụ hoàng sai người truyền lời, nói là đi vào Quyền Vũ Môn. Có phải là gần với Ngự Hoa Viên hơn không? Dạo gần đây đệ rất ít khi đi lối Quyền Vũ Môn. Nhìn cái cửa này cứ thấy u ám. Hay là chúng ta đổi cửa khác đi. Quyền Thiết Ba, đệ lên trước. Có thích khách. Hậu giá. Kẻ nào? Dì ca, quân đây là muốn tạo phản sao? Đại ca, tam đệ, hôm nay là lần cuối cùng ta gọi hai người như vậy. Ta vốn không muốn đi đến bước đường này, nhưng chỉ trách các người ép ta từng bước, thậm chí không cho ta con đường sống. Lão nhị, có phải đệ hiểu nhầm bọn ta không? Hiểu nhầm chúng ta rồi. Hay là thế này, hôm nay chúng ta không đi gặp phụ hoàng nữa. Đệ và lão tam cùng qua phủ ta, chúng ta cùng uống trà nói chuyện. Ba huynh đệ chúng ta lâu lắm rồi không cùng uống trà ngâm thơ. Đi thôi. Lý Kiên Thành, à,
Ta đã điều 3.000 binh mã bao vây hoàng cung rồi. Hôm nay các ngươi bọc cánh cũng khó bay. Lão gì, để nhất định không được xung động. Lời này giữ lại cho bản thân đi. Hôm nay chỉ có Thái tử, Tần Dương và Tề Dương, không có ba huynh đệ gì đâu. Cung tiễn thủ. Cứu bạn, cứu bạn. Lão gì, để muốn đuổi cùng chiến tận hay sao? Rút. Giết. Bảo vệ Thái tử. Lão Tam, Vũ Văn Kiếm Hùng, ta là Thái tử đấy, ngươi muốn làm gì? Lý Ngự Phong, ngươi đến đúng lúc lắm. Hôm nay chúng ta cùng tính hết nợ nần đi. Thank you.
Nhưng ngươi thì sao? Trong lòng ngươi có người huynh trưởng như ta không? Không có. Trong mắt ngươi đều là cuồng vọng bá khí. Ngươi quá chênh chang hung hăng. Ngươi như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực của ta, làm ta không thở được, ngươi biết không? Vậy nên ta không thể không phản kích. Ta không thể không ra tay trước. Đó là do ngươi ép ta. Còn nữa, ngươi có biết bách tính Trường An nói thế nào không? Đại đường bây giờ chỉ có Tầm Dương, Tân Dương mới có tư cách làm thái tử. Còn Lý Kiến Thành ta chỉ là một thứ bài trí, chẳng làm nên trò trống gì. Một con rối bị ngươi điều khiển. Dựa vào đâu khi giành Giang Sơn, lẽ nào các ngươi đều quên rồi sao? Công lao của ta các ngươi quên hết rồi sao? Không còn gì để nói nữa. Vậy nên ta nói cho ngươi biết, Lý Thế Dân, ta mới là Cửu Ngôn Chí Tôn thật sự, ta mới là Thiên Tử Đại Đường thật sự. Còn ngươi, còn ngươi chỉ là một tên quỷ quân tử giết huynh hại cha. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, giết chết tên quỷ quân tử là ngươi. Quyền Thiết Ba, từ bỏ đi. Không cùng đạo, chẳng thể nói cùng. Thái tử, Lý đại ca ngồi dậy đi. Lý đại ca, huynh không thể có chuyện gì được. Huynh đã đồng ý với ta rồi, chúng ta còn phải lên đỉnh Lạc Hà ngắm hoàng hôn, còn phải đến quê hương của huynh ngắm hoa anh đào. Huynh không thể nuốt lời như vậy được. Võ công ta dạy muội, muội phải luyện cho tốt. Muội không luyện, không có huynh ở đây muội không luyện. Huynh không thể để mặc muội không quản được. Dị Ương, xin lỗi.
Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt. Ta không cần có kiếp sau. Kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa, không làm nhân gian đạo luân hồi nữa. Ta chỉ cần một kiếp làm người. Huynh nhất định phải ở bên cạnh ta đến cuối cùng, không có kiếp sau nữa. Có nghe rõ không? Điện hạ, Tần Dương, Điện hạ, Sắt La Kim đã đi từ sớm rồi. Ta biết bằng hữu của chúng ta đều đi cả rồi. Bọn họ đều đang đợi ta. Bây giờ ta đi tìm họ đây. Từ đây về sau chỉ còn lại Quyết Dị Ương. Quỳnh phải thay ta chăm sóc cho muội ấy. Dì, từ đây về sau, đại đường này, bách tính của thành Trường An đều là công dân của Quỳnh rồi. Quỳnh phải chăm sóc tốt cho họ. Hãy đồng ý với ta, phải để cho bách tính trong thiên hạ mãi mãi được